kinh văn. A Nan, thiện nam tử đó khéo thông suốt đạo Đại Bồ Đề, chỗ giác ngộ thông với Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là Hoan Hỷ Địa. Giảng giải. A Nan, thiện nam tử đó khéo thông suốt đạo Đại Bồ Đề. Thiện tri thức là Bồ Tát đã đạt được địa vị thế đệ nhất. Mặc dù căn bản nói là đã thành tựu Đại Bồ Đề, nhưng thật ra thì vẫn chưa được vậy. Chỗ giác ngộ thông với Như Lai. Sự giác ngộ của thiện tri thức đó là Như Lai. Như Lai là giác ngộ. Giác ngộ của họ cũng đồng với giác ngộ của Như Lai. Các vị ấy có thể gọi là Như Lai khi họ chứng giác với con số 0. Và số 0 là chẳng có thứ gì, cũng chẳng vướng mắc điều gì. Cùng tột cảnh giới của Phật. Chân không là trạng thái hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả. Nhưng khi tiến đến cảnh giới Phật, chân không ấy sẽ sinh ra diệu hữu. Diệu hữu ấy là hoan hỷ. Ồ, thì ra căn nguyên là như thế đấy. Trước kia tôi không biết, nay mới nhận ra. Đấy gọi là hoan hỷ địa. Kinh văn. Tính khác dung nhập với đồng, tính đồng cũng diệt, gọi là ly cấu địa. Giảng giải. Trong phần hoan hỷ địa vẫn còn tính đồng hiện hữu, mặc dù là không nêu rõ, nhưng đến khi tính khác dung nhập với đồng thì trở thành duy nhất. Mặc dù căn và trần hòa hợp, nhưng căn vẫn tồn tại. Khi tiến đến địa thứ hai thì tính đồng cũng diệt. Địa thứ hai là ly cấu địa, có nghĩa là tách rời khỏi vô minh. Về căn bản, đến lúc này vô minh không còn nhiều, vì tính giác ngộ của họ cũng như Phật. Một chút trước nhiễm còn vương lại. Nay, khi tính đồng cũng diệt, thì họ dễ dàng tiến đến Phật. Đó là sự trở về căn cội, trở về với tánh của Như Lai Tạng, là kho báu đầy ánh sáng. Đấy gọi là ly cấu địa. Hoan hỷ là một loại trước nhiễm, chẳng hạn như cảm xúc ưa thích. Nhưng đến địa thứ hai này thì mọi trước nhiễm đó đều vứt sang bên. Riêng đối với vô minh vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn. Kinh văn. Thanh tịnh cùng tột, sinh ra sáng suốt, gọi là pháp quang địa. Giảng giải. Bồ Tát ở địa thứ nhất không biết tình trạng của Bồ Tát ở địa thứ hai. Bồ Tát địa thứ hai không biết tình trạng địa thứ ba. Thanh tịnh cùng tột sinh ra sáng suốt. Trong phần ly cấu địa, mặc dù xa lì trần cấu, song vẫn còn trước nhiễm. Chỉ khi dứt hẳn cả ý nghĩa ly, lì bỏ, thì mới thật trong sạch. Ví như lau nhà cho sạch, khi chúng ta còn đang lau dọn thì chưa thể gọi là sạch. Khi được hoàn toàn thanh tịnh thì ánh sáng hiện khởi. Do đó, địa thứ ba gọi là pháp quang địa. Kinh văn. Sáng suốt cùng tột, giác trí viên mãn, gọi là diệm tuệ địa. Giảng giải. Sáng suốt cùng tột, giác trí viên mãn. Sự sáng cùng tột và tính giác ngộ viên mãn, đấy gọi là diệm tuệ địa. Diệm là diễn tả trí tuệ sáng rực như ngọn đuốc. Kinh văn. Tất cả cái đồng, cái khác đều chẳng đến được, gọi là nan thắng địa. Giảng giải. Tất cả cái đồng, cái khác đều chẳng đến được. Đến địa vị thứ năm này, mọi sự đều là đồng. Có điều Bồ Tát không phân biệt được giữa đồng và dị. Về căn bản, chẳng có gì là đồng, là dị cả. Đấy gọi là nan thắng địa, là hành vị không ai có thể vượt hơn được. Đấy là một trong những cảnh giới của Bồ Tát tiến đến quả vị Phật. Đó có phải là trường hợp một vị Bồ Tát tu hành đến nan thắng địa? Đúng là như vậy, nhưng đó không phải là một vị Bồ Tát duy nhất. Có hàng triệu, hàng tỷ Bồ Tát khác cũng được địa vị như vậy. Chẳng hạn,
như có ai đó thi đỗ tiến sĩ, thì đó đâu phải là một người duy nhất, có cả triệu người đỗ đạt như vậy. Có thể nói, các Bồ Tát nhiều hơn các song hành đã chứng đạt các hành vị ấy. Kinh văn: Bản tính thanh tịnh vô vi, chân như hiện rõ, gọi là hiện tiền địa. Giảng giải: Bản tính thanh tịnh vô vi, chân như hiện rõ. Nói vô vi, song vẫn chưa dứt hẳn hữu vi. Chân như là chỉ tánh của Như Lai Tạng. Đấy là nhất chân pháp giới. Với vô vi, tất cả mọi chân như đều là như thị, là chân thật. Tánh cực thanh tịnh và hoàn toàn sáng rõ. Địa thứ sáu này gọi là hiện tiền địa. Đấy là sự hiển lộ tự tánh của Bồ Tát. Kinh văn: Tột cùng bờ bến chân như gọi là viễn hành địa. Giảng giải: Chân như là vô giới hạn, không có biên tế. Vậy tại sao kinh nói đến điều ấy? Tột cùng bờ bến chân như. Tột cùng ở đây là hàm ý rất xa xôi, vô cùng tận, không làm sao hiểu được. Chân như không có giới hạn, nó bao hàm cả 10 phương pháp giới và các chúng hữu tình. Vậy giới là gì? Có cái gì vượt xa hơn pháp giới? Không có gì cả. Vậy nên kinh nói, tột cùng bờ bến chân như. Thật xa xôi vô cùng, vậy bao xa, có ai biết? Chúng ta có thể gọi là viễn hành địa. Người bình thường không thể đến đó, chỉ có Bồ Tát ở địa vị thứ bảy mới đi xa được như thế. Kinh văn: Một tâm chân như gọi là bất động địa. Giảng giải: Một tâm chân như là nhất chân pháp giới. Trên có nói tâm là Phật, Phật là tâm. Ở đây chân như là tâm và tâm là Phật. Không có sự phân biệt giữa chân như và tâm. Khi chân như vô giới hạn thì tâm Bồ Tát cũng không có giới hạn. Khi tâm không giới hạn thì Bồ Tát đi đâu? Chẳng đi đâu cả. Do đó nên gọi là bất động địa. Bất động tại Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng thật sự là biến khắp pháp giới. Đấy gọi là địa thứ 8. Kinh văn: Pháp cái dụng chân như gọi là thiện tuệ địa. Giảng giải: Tại địa thứ 8, chân như và tâm là một, đấy gọi là bất động địa. Nhưng nếu như chỉ bất động, không có hành động, thì thành ra vô dụng. Tuy nhiên, tự chân như lại khởi lên tác dụng. Vậy cái dụng của chân như là gì? Cái dụng ấy lớn lao vô cùng, gọi là đại dụng. Nếu nó ít ỏi, nhỏ nhoi, thì chỉ là tiểu dụng. Đại dụng của chân như là tùy duyên bất biến. Bất biến tùy duyên, nó cũng thường bất biến tùy duyên, thường tùy duyên bất biến. Cái đại dụng ấy là tác dụng của trí tuệ. Do vậy, nên phát cái dụng chân như gọi là thiện tuệ địa. Đây là địa thứ 9, trí tuệ hoàn toàn chân thật. Kinh văn: A Nan, các Bồ Tát đó từ đây về trước, công hạnh tu tập đã xong, công đức viên mãn, cũng gọi địa này là tu tập địa. Giảng giải: A Nan, ông nên biết các Bồ Tát đó từ đây về trước, công hạnh tu tập đã xong. Từ khởi đầu, càn tuệ địa, cũng gọi là sơ tâm kim cang, đến địa thứ 9, tổng cộng 44 hạnh vị. Bồ Tát đến giai đoạn này thì việc tu tập đã xong, công đức viên mãn, như vậy họ sắp thành Phật, nên cũng gọi địa này là tu tập địa. Kinh văn: Bóng từ mây diệu trùm bề niết bàn, gọi là pháp vân địa. Giảng giải: Diệu và từ đều là pháp, bóng và mây che phủ tượng trưng tầm ảnh hưởng của pháp lan khắp. Bóng từ mây diệu trùm bề niết bàn, che phủ tất cả chúng sinh, mọi năng lực của các Phật và Bồ Tát đều xuất phát từ biển niết bàn. Đây cũng gọi là địa thứ 10,
gọi là pháp vân địa. Ha ha ha,